Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ bàn luận với các bạn về một đơn thuốc có sử dụng nhiều thuốc trong bệnh nhân cao tuổi có kèm theo nhiều bệnh, đó là đái tháo đường type 2, rối loạn lipid, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim cục bộ và viêm khớp. Còn trong trường hợp này thì bác sĩ ghi vào bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản chủ yếu là để bảo hiểm y tế thanh toán cho cái khoản tantoprazole này thôi. Mình bắt đầu phân tích. Đối với viêm khớp thì cái hiện tượng viêm xảy ra càng lâu, bệnh nhân càng có nguy cơ bị tổn thương cái khớp và thậm chí có thể bị tàn tật vĩnh viễn, nên bắt buộc phải sử dụng meloxicam. Người ta không thể sử dụng đơn độc paracetamol trong một tình trạng viêm khớp được, tại vì paracetamol hoàn toàn không có khả năng kháng viêm ở ngoại biên, cho nên bắt buộc phải sử dụng meloxicam để bảo vệ cái khớp. Meloxicam là một non-steroid ức chế chọn lọc COX-2, vì thế nó ít sử dụng lâu dài, nó ít có tác dụng phụ trên dạ dày. Đây là cái dạ dày. Tuy nhiên, ít tác dụng phụ trên dạ dày không có nghĩa là nó hoàn toàn không gây loét dạ dày, cho nên người ta phải sử dụng pantoprazole để bảo vệ dạ dày. Ngoài ra thì ở trong này cũng có một thuốc gây loét dạ dày nữa, đó chính là clopidogrel. Đối với bệnh nhân này bị đái tháo đường type 2, cho nên được sử dụng glipizide, metformin, metformin phối hợp với glimepiride và ascarbol. Thì ở đây có một đặc điểm, cái đơn này mình không đồng ý ở chỗ là bệnh nhân được sử dụng glipizide chung với glimepiride. Thì hai thuốc này đều là hai thuốc trong thuộc cùng một nhóm, có cùng một cơ chế, đó là nhóm sulfonylurea. Nó sẽ kích thích tế bào đầu tụy beta tiết ra insulin để làm giảm hạ đường huyết. Vì vậy phối hợp thế này là không hợp lý, không tối ưu hóa điều trị. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao thuốc thứ tư là metformin rồi mà thuốc thứ năm vẫn kê là metformin. Thì mình xin trả lời á, cái tổng liều ở đây mà bệnh nhân sử dụng một ngày là 2.350 mg. Mà các bạn biết không, cái metformin ấy, đối với người có chức năng thận bình thường, nghĩa là có mức lọc cầu lợn lớn hơn 60 ml phút, thì cái tổng liều tối đa được sử dụng một ngày là 3.000 mg, cho nên sử dụng metformin trong ca này là hoàn toàn bình thường. Còn ascarbol là một thuốc ức chế glucosidase, thì ở trong trường hợp này nó sẽ làm chậm hấp thu đường. Như vậy thì cái đường huyết tối đa nó sẽ được giảm. Rồi đối với tăng huyết áp thì bệnh nhân có sử dụng tamoxifen và alolipin. Ngày xưa, theo các bạn được học từ thời ngày xưa là mình sẽ bắt đầu điều trị bằng một thuốc và tăng đến liều tối đa mà dung nạp được, đúng không? Nhưng mà hiện nay thì người ta lại khuyến cáo là sử dụng hai thuốc ngay từ bắt đầu điều trị, kể cả tăng huyết áp độ 1 luôn. Tại vì nó sẽ làm giảm được các biến cố tim mạch so với sử dụng một thuốc. Ngoài ra thì sử dụng hai thuốc nó sẽ an toàn hơn ở chỗ là nó sẽ ít cái nguy cơ bị tụt huyết áp so với sử dụng một thuốc. Một điều nữa đó, là các bạn biết là tamoxifen á, nó sẽ bị meloxicam cũng như tất cả các non-steroid nó làm giảm tác dụng. Tuy nhiên amlodipine thì không. Và tamoxifen ở đây được sử dụng, đây là một trong những thuốc cần phải sử dụng ở trên bệnh nhân đái tháo đường có tăng huyết áp, tại vì nó có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là bảo vệ thận cho bệnh nhân. Nó có một nhiệm vụ rất quan trọng là bảo vệ thận. Rồi đối với bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, bệnh nhân được sử dụng clopidogrel. Thì các bạn biết một điều, clopidogrel là một thuốc gây loét dạ dày tá tràng, và ở đây meloxicam cũng thế. Thì bệnh nhân được sử dụng pantoprazole để chống lại cái phòng ngừa cái việc loét dạ dày tá tràng. Tuy nhiên các bạn biết là FDA năm 2010 á, là có đưa ra một cái khuyến cáo về tương tác giữa clopidogrel và các thuốc thuộc nhóm PPI. Đó là các thuốc thuộc nhóm PPI nó sẽ làm giảm tác dụng của clopidogrel đi. Nhưng mà cái khuyến cáo đó được cho là quá vội vã. Và các nghiên cứu á, thì lại cho rằng không có điều đó. Nghiên cứu trên lâm sàng, một nghiên cứu meta-analysis năm 2015, tức là đây là một nghiên cứu có mức độ bằng chứng rất cao, mức độ bằng chứng cao nhất trên 200.000 bệnh nhân, thì cho thấy rằng các PPI hoàn toàn không có làm giảm tác dụng của clopidogrel, và vì thế là các PPI hoàn toàn có thể sử dụng chung với clopidogrel trên lâm sàng mà không e ngại là giảm tác dụng của clopidogrel. Cho nên ở đây chúng ta không cần thiết phải thay đổi clopidogrel thành aspirin hoặc là thuốc khác. Rồi đối với bệnh nhân này có sử dụng atorvastatin 20 mg thì có hợp lý không? Được chưa? Thì mình đi tiếp nha.
Đây là các mục tiêu điều trị. Thì huyết áp nên là bé hơn 130 trên 80. LDL 7 bé hơn 70. Theo ATP4 thì bốn nhóm bệnh nhân được hỏi là từ statin là có bệnh tim mạch xơ vữa, LDL lớn hơn 190 mg trên ml. Nhóm thứ ba là có bệnh nhân đái tháo đường từ 40 đến 75 tuổi và có LDL từ 70 đến 189 mg trên ml. Nhóm thứ tư là có nguy cơ bệnh tim mạch xơ vữa trong 10 năm lớn hơn 7,5% tính theo Framingham Risk Score và từ 40 đến 75 tuổi và có LDL từ 70 đến 189. Thì các bạn thấy thấy rõ ràng một điều là bệnh nhân này sẽ hưởng lợi được từ statin nên bắt buộc gần như bắt buộc nên sử dụng statin. Rồi. Mình tiếp theo bệnh nhân lớn 21 tuổi và có bệnh tim mạch xơ vữa lâm sàng. Thì các bạn thấy theo cái bảng phân loại này thì các bạn có thể thấy là bệnh nhân nên sử dụng statin cường độ cao, đúng không? Và như thế, bệnh nhân cần sử dụng liều atorvastatin từ 40 đến 80 mg. Nếu dung nạp được, còn nếu không dung nạp được thì chúng ta sẽ mới hạ liều. Như vậy thì ở đây chúng ta nên nâng liều của nó lên thành 40 đến 80 mg nếu bệnh nhân không dung nạp được và có các dấu hiệu giống như đau gân, đau cơ và không dung nạp được thì chúng ta mới hạ lại mức trung bình. Thì đó là những cái mà mình điều đáng nói trong một cái đơn